Không riêng gì Bạc Liêu, tình trạng sạt lở đất do mùa mưa tại đồng bằng sông Cửu Long rất phức tạp, khó lường, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa đến tính mạng của người dân. Để cấp thiết phòng chống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ về đề án khắc phục sụt lún sạt lở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao Cục Thủy sản phối hợp với các tỉnh xem xét kiến nghị thực hiện các đề án phát triển ngành hàng tôm, cá tra. Đó là ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan trong buổi làm việc trực tuyến với các địa phương An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau vào chiều hôm qua. Một trong những nội dung lớn được các địa phương đề xuất ý kiến đưa ra thảo luận là việc triển khai các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, tình hình sụt lún đất, xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu thì chúng tôi thấy là đề nghị với tỉnh Đồng Tháp là chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực khẩn trương thực hiện dự án xử lý sạt lở bờ sông, sông Tiền, khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ và chất lượng. Cũng tại cuộc họp này, vấn đề di dân sắp xếp, bố trí dân cư vùng bị ảnh hưởng sạt lở bờ sông bờ biển cũng được đưa ra thảo luận tìm giải pháp. Về tình hình sản xuất, các ngành hàng tôm và cá tra đang tăng trưởng tốt. Tuy vậy, cơ quan chuyên môn đề nghị các địa phương rà soát lại dự án đầu tư sản xuất giống, đặc biệt là việc xây dựng trung tâm giống cá tra, cần đảm bảo tính hiệu quả, đáp ứng đúng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu,